Vâng, mình chào tất cả các bác. Lại tiếp tục là em quen và giới thiệu các bác là con CD cao cấp của đầu 7 nha các bác, X77ES. Đẹp thiếu mỗi thùng xốp nha các bác, thì em báo giá cho các bác luôn. Con này thì về đầy đủ hết phụ kiện, như là khiển và dây nguồn. Mé rất là mới, mới trên 95%, mẹ vàng gold. Cái dòng đầu 7 này thì những model này thiết kế cực kỳ là sang trọng nha các bác. Tiếng Sony thì nó rất là sáng tiếng và chi tiết là rõ ràng, cho chúng ta một cái cảm giác nghe rất là nhẹ nhàng chứ không bị nặng nề. Ba giải thì tuyệt vời rồi, đầu năm đã hay thì đầu 7 tuyệt vời nữa. Đầu 7 thì nó cao cấp hơn và giá thành nó cũng đi theo chất lượng sản phẩm các bác và độ đẹp của sản phẩm em chuyển về cho các bác nữa. Thì con này về ngày hôm qua, mình tối nay em mới là làm video cho các bác, thì nó về sao em để nguyên vậy nha. Và khi em quay sao em để nguyên gửi cho các bác luôn. Nó về là từ Nhật về, Yahoo Nhật về, thì nó có cái tờ giấy này người ta dán lên, mé đẹp là như mới nha các bác, như mới, có tờ giấy chữ Nhật này. Thì mình em không hiểu, các bác nào sưu tầm mà về nghiên cứu đấy. Rồi, tí nữa em quay chi tiết xem khiển của nó nha các bác. Giờ em sẽ trước tiên là em test mic cho các bác nha. Cơ đồ ra đã lắm, êm ái mạnh mỹ. Mic về phần Sony thì chúng ta xài đi từ nên nó rất là đẹp, rất là nhanh, không kén đĩa nha các bác. Sony xài chúng ta yên tâm đấy, mic tốt, chất lượng, thả cái là chạy ton ton. Hai khiển của nó nha các bác, phần Sony nha. Để bấm vào start. Ok, rất là sang trọng và em báo giá là 17 triệu 500 ngàn nha các bác, nét bài cho các bác nha. Em rất thích những dòng đầu CD của Sony, mắc đẹp vivu luôn, tại nó mắc từ chứ không như những dòng đời năm hay là những dòng khác đẹp rất là lâu. Thả là chạy, thả chạy thôi, rất là sướng, tiếng là sáng chi tiết. Và nó thiết kế, dòng Sony thiết kế tuyệt vời, hai hộp gỗ hai bên. Phía trên nó cũng là một miếng nhôm phay mèo bằng gôn nha các bác, đây, rất là mới nha. Đây, chúng ta cùng xem cái mạch nha. Mạch nó thì mới long lanh rồi, mé chắc bãi cho các bác nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Hàng vừa về, việc cập bến Việt Nam chắc cũng vài hôm thôi chứ không có nhiều. Đây, rồi em sẽ lấy đĩa ra và rút điện nha, rút điện và quay xung quanh cho các bác cùng xem nha. Mọi chi tiết các bác cứ alo cho qua hai số điện thoại phía trên, em giao hàng tận nơi toàn quốc cho các bác. Các bác nào cọc tiền thì cọc khoảng cỡ 2 triệu, còn chỉ còn đủ thì em sẽ bớt vài trăm cho các bác uống cà phê ăn sáng vân vân. Đấy, các bác thấy cơ đã không? Trước tiên là mình thì dùng mấy cơ này đấy, đấy, rất êm. Rồi em sẽ tắt máy và rút dây điện để quay xung quanh để các bác cùng xem. Rồi hay là xung quanh nó hai ốp gỗ của nó nha, ốp gỗ piano sáng bóng nha các bác, rất là đẹp, nói chung là như mới mà. Đẹp tuyệt vời. Phía sau này nó có dây nguồn và những cổng kết nối thôi. Đấy, dòng đầu 7 thì tất cả được có thiết kế là có cổng ba lăng cho các bác chơi nha. Ba lăng, các bác thấy cái cổng không? Nó mới như thế này này, đấy. Hàng trưng bày cắm rất còn vàng khè luôn. Các bác thấy cái rất kém của ba lăng không? Mới tinh. Đây là cổng Coaxial và cổng Optical. Chỉ có một con duy nhất nha các bác. Series là 1412. Phần dây nguồn. Wow, đây là hai cổng tín hiệu vào, tín hiệu ra nha các bác. Tín hiệu ra. Xúc lại út đây. Nếu chúng ta kém cái đường này á, như ta chỉnh được volume. Còn đường này là ra maximum luôn. Optical, cổng ba lăng. Cổng này thì các bác chơi những cái âm ly hay đời mới bây giờ cao cấp như là Max Intop, Lukman, Akufai đều có trang bị cổng ba lăng này hết. Rồi, sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Các bác nào chốt con CD X77S này thì alo cho em như mới nha, để các bác sưu tầm. Rồi, bye bye, xin chào tất cả các bác nha.